Xin kính chào quý vị và các bạn đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về chiến sự thế giới trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua thông báo lực lượng nước này đã đẩy lùi những đợt tấn công và nỗ lực xâm nhập, phá hoại của nhóm tay súng từ Ukraine tiến theo hướng Spodorysino và Kozinka thuộc tỉnh Bengorod, cũng như từ làng Popovka ở phía bên kia biên giới. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn, đối phương mất 30 người, 3 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, một tổ hợp pháo phản rực RM-70 Vampir và một tổ hợp BM-21 Grad. Bộ Quốc phòng Nga sau đó cũng công bố video ghi lại cảnh nhóm tay súng từ Ukraine cố gắng xâm nhập làng Kozinka. Video cũng cho thấy ngôi nhà nơi các tay súng ẩn náu, chúng đòn tập kích của Nga cùng ít nhất một xe tăng mắc kẹt dưới hố. Hai tỉnh biên giới Belgorod và Kursk gần đây ghi nhận những vụ tấn công từ dân quân thân Ukraine, trong đó có nhóm quân đoàn tự do Nga FRL. Nga tuyên bố đẩy lùi các đợt xâm nhập, khiến đối phương chịu tổn thất tới hơn 1.500 tay súng và mất nhiều xe tăng thiết giáp. Trước đó, theo ước tính của Moscow, các nhóm dân quân Ukraine đã triển khai hơn 2.500 chiến binh, khoảng 35 xe tăng và khoảng 40 xe bọc thép khác để tấn công nhiều địa điểm dọc biên giới với Nga. Các nhóm dân quân Ukraine đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công. Cơ quan chức năng nga coi các nhóm này là tổ chức khủng bố. Ở một diễn biến khác, phát biểu trên truyền hình nhà nước hôm 14 tháng 3, đại sứ nga tại mỹ Anatoly Antonov cho biết đã nhận được một số lời đe dọa liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống nga. Ông nói chúng tôi biết rằng có những kế hoạch thực hiện các hành động chống nga xung quanh các đại sứ quán và lãnh sự quán của chúng tôi cũng như nỗ lực đột nhập vào đại sứ quán của chúng tôi không quá nhiều hành động để có thể làm gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống nhưng những lời đe dọa cũng khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn và ảnh hưởng tiêu cực tới tâm trạng của chúng tôi Trước đó, Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số Nga Masut Zadeyev nói với hãng tin TASS rằng ông dự đoán sẽ có các cuộc tấn công quy mô lớn của hacker vào cơ sở hạ tầng của hệ thống bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống. Hơn 94.000 điểm bỏ phiếu trên toàn nước Nga sẽ lần lượt mở cửa vào lúc 8 giờ giờ địa phương và đóng cửa lúc 20 giờ. Đây là cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8 trong lịch sử nước Nga hiện đại. Tổng cộng có 295 điểm bỏ phiếu sẽ được mở ở 144 quốc gia và vùng lãnh thổ nước ngoài. Truyền thông Nga cho biết đây sẽ là cuộc bỏ phiếu tổng thống lần đầu tiên sử dụng các công nghệ mới nhất đã được thử nghiệm trong các cuộc bầu cử cấp thấp hơn trước đó. Kết quả bỏ phiếu trực tuyến sẽ được công bố vào khoảng 22 giờ đến 23 giờ ngày 17 tháng 3 theo giờ Moscow. Ngoại trưởng áo Alexander Schellenberg cho biết, phần lớn các công ty phương Tây vẫn hoạt động ở Nga dù nhiều doanh nghiệp đã tuyên bố rút khỏi nước này. Ông Alexander Schellenberg cho biết, trong cuộc họp báo chung người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại Vienna của Áo, một vài công ty Áo vẫn còn hiện diện tại Nga trong thời điểm hiện tại. Khoảng 95% các công ty phương Tây cũng vậy. Ông Schellenberg nói rằng các công ty Áo tham gia nhiều vào thị trường Nga và Ukraine, đặc biệt Áo là nhà đầu tư lớn thứ sáu vào Ukraine. Ngoại trưởng Áo khẳng định các công ty nước này vẫn tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ những hạn chế mà các nước phương Tây áp đặt với Moscow liên quan tới kế hoạch quân sự tại Ukraine. Cũng tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Stalinberg tuyên bố Áo sẽ tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Với mục tiêu trở nên độc lập 100% về khí đốt vào năm 2027, ông Stalinberg nhấn mạnh điều quan trọng trong bối cảnh xung đột hiện nay là Vienna và Washington cần sát cánh cùng nhau. Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Volkswagen, Porsche, Toyota và H&M là một trong số những công ty phương Tây đầu tiên tuyên bố rút khỏi Nga sau khi xung đột nổ ra tại châu Âu vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nước ngoài khác đã chọn ở lại Nga với lựa chọn chuyển sang quyền sở hữu của Nga hoặc đổi thương hiệu. Trước đó tờ Politico đưa tin Washington gây áp lực buộc một trong những ngân hàng lớn nhất của Áo, Raiffeisen Bank International, phải rút khỏi Nga. Theo nguồn tin này, quyền trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ Anna Morris cảnh báo nguy cơ bị loại ngân hàng khỏi hệ thống tài chính Mỹ nếu không tuân thủ yêu cầu. Phía Raiffeisen cho biết họ đã phải giảm đáng kể hoạt động ở Nga kể từ tháng 2 năm 2022 nhưng vẫn chưa rút khỏi Moscow vì gần một nửa lợi nhuận năm 2023 của họ đến từ nước này. Trong khi đó, theo tờ Financial Times vào tháng 10 năm 2023, Moscow cấm các công ty nước ngoài rút lợi nhuận khỏi nước này để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, thư ký báo chí điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã không xác nhận thông tin này vào thời điểm đó. Bên cạnh đó, kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã thất bại trong nhiệm vụ quan trọng nhất, bẻ gãy ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Các quan chức và chuyên gia phương Tây cho rằng các lệnh trừng phạt tài chính, kinh tế quân sự và năng lượng áp đặt lên Nga kể từ tháng 2 năm 2022 đã gây tổn hại cho nền kinh tế và năng lực sản xuất vũ khí của Nga, đồng thời sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho Moscow trong những năm tới. Nhưng họ thừa nhận những biện pháp hạn chế đã tác động chậm hơn kỳ vọng. Trong khi đó, đối với Nga, việc né tránh các lệnh trừng phạt đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Các quan chức phương Tây cho hay, Điện Kremlin đã chỉ đạo các cơ quan tình báo Nga tìm kênh thay thế và lách trừng phạt. Moscow đã tăng cường thương mại với Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia khác, giúp nước này tiếp tục bán dầu mỏ và khí đốt, đồng thời đảm bảo nguồn cung cấp hàng nhập khẩu quan trọng. Nga đã sử dụng các công ty bình phòng và các nước láng giềng để mua linh kiện sử dụng trong xung đột. Trong một số ít trường hợp, Nga mua linh kiện từ các nhà cung cấp phương Tây, kéo theo sự bất đồng về các lệnh trừng phạt ở châu Âu, đã giúp Moscow duy trì nguồn cung cấp quan trọng này. Nhà phân tích quân sự nổi tiếng người Nga, biên tập viên tạp chí Kho vũ khí của Tổ quốc, ông Alexei Leonkov đã chia sẻ tầm nhìn của mình về lợi thế của hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard so với những tổ hợp phòng thủ tên lửa có tên viết tắt là BMD của Mỹ. Theo ông Leonkov, vũ khí siêu thanh của Nga vượt xa đáng kể khả năng đánh chặn đối với mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại của Mỹ, cả về tốc độ cũng như khả năng cơ động. Nhà phân tích chỉ ra rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ bắt đầu được phát triển từ năm 2002 không có khả năng chống lại Avangard một cách hiệu quả do thiếu hệ thống radar thế hệ mới đủ sức phát hiện, theo dõi chuyến bay và chỉ đạo tên lửa đánh chặn vũ khí siêu thanh của Nga. Vị chuyên gia nhấn mạnh, toàn bộ hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, kể cả triển khai trên biển cũng như đất liền, đều chưa thể đáp ứng một cách thỏa đáng trước những thách thức do Avangard tạo ra. Chính vì vậy, đầu đạn tên lửa siêu thanh của Nga hiện có thể dễ dàng xuyên thủng lá chắn phòng thủ do Mỹ thiết lập và giúp Moscow đạt được mục tiêu quân sự của mình. Avangard là tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do Nga phát triển. Đây là một trong sáu loại vũ khí thế hệ tiếp theo được Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả trong bài phát biểu vào tháng 3 năm 2018. Avangard có tầm bắn hơn 6.000 km, nặng khoảng 2 tấn và có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân. Một báo cáo của TASS cho biết đầu đạn hạt nhân của Avangard có sức công phá tương đương 2 megaton. Loại tên lửa này được bắn ra ngoài bầu khí quyển trái đất trước khi tấn công nhiều mục tiêu trên thế giới trong vòng chưa đầy 30 phút với tốc độ 9,5 km một giây, nghĩa là gấp hơn 27 lần tốc độ âm thanh, khoảng hơn 33.000 km trên giờ. Khả năng cơ động này làm quỹ đạo của Avangard trở nên khó đoán, khiến nó trở thành một vũ khí được coi là bất khả chiến bại. Avangard tận dụng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa SS-19 Stiletto làm động cơ đẩy để đưa tên lửa lên độ cao thích hợp. Tên lửa này có thể cơ động độc lập và di chuyển theo quỹ đạo phi đạn đạo về phía mục tiêu. Sau khi tăng tốc lên mức cực đại dưới quỹ đạo khoảng 100 km, vũ khí sẽ tách ra khỏi tên lửa. Avangard sẽ lao xuống mục tiêu trong bầu khí quyển. Đến tháng 11 năm 2023, ước tính Nga có tổng cộng 10 tổ hợp Avangard đang hoạt động. Tên lửa Avangard đã được phóng thành công 5 lần từ năm 2018 đến năm 2020, nhưng kể từ đó tới nay chưa có tuyên bố chính thức nào về các vụ phóng tiếp theo. Ngày 15 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang nước này VSRF đã phá hủy hai hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, VSRF còn phá hủy các bệ phóng hệ thống rocket hàng loạt HIMARS và hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine cùng các trạm radar. Theo bộ trên, những thành công này đã chứng tỏ hiệu quả cao của quân đội Nga trong việc chống lại các thiết bị quân sự tiên tiến mà các đối tác phương Tây cung cấp cho quốc gia Đông Âu. Bộ trên khẳng định việc phá hủy các hệ thống Patriot tượng trưng cho công nghệ quân sự tiên tiến của Mỹ cho thấy rõ khả năng của quân đội Nga trong việc thích ứng với các thách thức trên chiến trường hiện nay và sử dụng hiệu quả các khả năng sẵn có của mình để đạt được các mục tiêu chiến lược. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo ngăn chặn hoàn toàn mọi nỗ lực xâm nhập của các lực lượng vũ trang Ukraine VSU vào khu vực biên giới ở các tỉnh Belgorod và Kursk nhờ các hành động phối hợp và kịp thời của quân đội Nga và các đơn vị biên phòng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB, Moscow đã có thể ngăn chặn mọi nỗ lực xâm phạm biên giới để đẩy lùi các cuộc tấn công, không quân và pháo binh đã được sử dụng, gây tổn thất đáng kể cho phía Ukraine. Bộ này khẳng định đã loại bỏ hơn 550 binh sĩ Ukraine, phá hủy 16 xe tăng và 19 xe chiến đấu, trong đó có 11 xe chiến đấu bộ binh Bradley, hiện đại do Mỹ sản xuất, cùng với 15 ô tô. Cũng liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào ngày 15 tháng 3, nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga bằng hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 Vampire đã bị ngăn chặn. Các hệ thống phòng không Nga đã phá hủy 7 tên lửa phóng loạt trên vùng Belgorod. Hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 Vampire là phiên bản được sửa đổi, có tầm bắn xa hơn của Grasmler-RS. Vampir MRRS được sản xuất tại Cộng hòa Séc và được cung cấp cho Ukraine từ năm 2022. RM-70 Vampir có cỡ nòng 122mm do công ty quân sự Excalibur Army thiết kế và sản xuất, được thiết kế dựa trên khung gầm xe tải Tatra 8138 x 8 sử dụng động cơ diesel Tatra T3C, công suất 360 mã lực cho phép RM-70 Vampir di chuyển với tốc độ tối đa 85 km h tầm hoạt động 1.000 km. Kết cấu của RM-70 Vampire gồm hai phần, phía trước là cabin được bọc giáp bảo vệ an toàn cho binh sĩ, trước vũ khí, bộ binh nhẹ lẫn, mảnh bom, pháo. Phần phía sau của tổ hợp được lắp đặt 40 ống phóng rocket cỡ 122mm. RM-70 Vampire có chiều dài 2,87m, trọng lượng 66,35kg, trong đó đầu đạn nặng 18,4kg, tầm bắn tối đa 20km. Ngoài ra, RM-70 Vampire cũng có thể bắn cả đạn trùm, đạn cháy và đạn chiếu sáng. RM70 Vampire có thể sẵn sàng khai hỏa trong vòng chưa đầy 2,5 phút và mất 3 phút để xe rời khỏi vị trí chiến đấu. Hệ thống tên lửa này có thể bắn 40 quả rocket trong vòng chưa đầy 30 phút.